Ngọc Thơ, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. VinFast có nhận được ưu đãi tại Carolina. Báo Đất Việt ngày 6 tháng 8 có bài VinFast được bơm tỷ đô trong lúc lỗ tỷ đô. Theo Đất Việt, khi các đợt giảm thuế hấp dẫn sắp có thể xảy ra, các nhà lãnh đạo của VinFast hiện vẫn đang tìm kiếm thêm nguồn tài trợ mới trong lúc cứ mỗi quý mỗi lỗ khoảng 600 triệu đô la. Hình ảnh bài trên báo Đất Việt. Đất Việt nhận định vì không có nguồn doanh thu lớn, hãng xe này đã ghi nhận khoản lỗ đáng kể 1,3 tỷ USD vào năm 2021 và 2,1 tỷ USD vào năm 2022. Việc báo lỗ tỷ đô nhiều khả năng vẫn tiếp tục diễn ra trong năm nay. Hồi tháng 6, VinFast báo lỗ hơn 598 triệu USD trong 3 tháng đầu năm, do doanh thu giảm 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn chung, Vingroup đã chi ra 9,3 tỷ USD để tài trợ cho các hoạt động của VinFast, theo các số liệu công khai. Đất Việt cho biết, mùa hè năm ngoái, công ty này đã vay 4 tỷ USD từ Credit Suisse và Citigroup. Vào tháng 4, VinFast đã nhận được tổng cộng 2,5 tỷ USD từ công ty mẹ và từ chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. VinFast đã sẵn sàng để trở thành một công ty giao dịch đại chúng bằng cách sáp nhập với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt SBAC. Tuy nhiên, các chuyên gia của SBAC cảnh báo rằng thỏa thuận tiềm năng mà VinFast đã sắp xếp khó có thể huy động được nguồn vốn ngắn hạn đáng kể cho công ty này. Theo đất Việt, nhiều tháng trước lễ động thổ nhà máy VinFast trị giá 4 tỷ USD ở Mỹ, hồ sơ cho thấy công ty này đã tìm kiếm sự giúp đỡ của thống đốc bang North Carolina để đảm bảo có thêm tiền mặt cần thiết để hoàn thành dự án mà không bị chậm trễ thêm. Hình ảnh lễ khởi công xây dựng nhà máy VinFast tại North Carolina Lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại hạt Chatham của VinFast đã được thực hiện vào ngày 29 tháng 7 với sự tham dự và chứng kiến của thống đốc bang North Carolina, ông Roy Cooper, đại sứ toàn quyền Việt Nam tại Mỹ, ông Nguyễn Quốc Dũng, các quan chức cùng các đối tác, khách hàng, các chuyên gia và giới truyền thông. Nhưng buổi lễ này lại bị đánh giá chỉ là một động thái nhằm tạo hình ảnh để thúc đẩy các khoản vay trong khi đã cạn nguồn tiền để xây dựng. Cho dù VinFast chỉ định Clayco là tổng thầu và là đơn vị quản lý xây dựng cho dự án. Đối việc cho hay từ năm 2007, Bộ Năng lượng Mỹ giám sát chương trình cho vay sản xuất phương tiện công nghệ tiên tiến ATVM được thiết kế để thúc đẩy sản xuất phương tiện tiết kiệm nhiên liệu trong nước Mỹ. Các email cho thấy VinFast đã đăng ký khoản vay 1,4 tỷ USD thông qua chương trình này vào khoảng giữa năm ngoái. Đất Việt dẫn tiết lộ của Brooke Taylor, phó chủ tịch phụ trách quan hệ chính phủ và đối tác chiến lược của VinFast, cho biết thật không may, quá trình này dường như đã bị chậm lại khi Bộ Năng lượng Mỹ tập trung sự chú ý vào các dự án dùng tiền tài trợ liên bang đến các bang khác. Đất Việt bình luận khả năng đạt điều kiện được liên bang hỗ trợ vốn mà Taylor đề cập là tính dụng thuế cho phương tiện sạch được tạo ra theo đạo luật giảm lạm phát năm 2022 cho phép miễn thuế tới 7.500 USD cho các phương tiện điện đủ điều kiện. Hình ảnh truyền thông nhà nước loan tin VinFast nhận ưu đãi 1,2 tỷ USD cho nhà máy tại Mỹ. Như vậy, có thể thấy khoản hỗ trợ vốn mà VinFast có thể nhận được chính là khoản miễn thuế, chứ không phải là nhận tiền mặt mà thuế là khoản thu được tính dựa trên kết quả kinh doanh nghĩa là vinfast phải bán được xe và hoạt động sản xuất kinh doanh của vinfast phải có lời thì mới tính thuế nhưng hiện nay xe của vinfast vẫn chưa bán được trên đất mỹ chưa có doanh thu hoạt động kinh doanh thì đang còn thua lỗ triền miên tất nhiên là sẽ chưa có thuế ngoài ra năm ngoái chính phủ liên bang cho biết chỉ những chiếc xe trải qua quá trình lắp ráp cuối cùng ở bắc mỹ mới đủ điều kiện được giảm thuế này do đó đã loại trừ những chiếc SUV của VinFast do Việt Nam sản xuất. Trong khi đó, truyền thông nhà nước vào giữa tháng 7 đã hồ hởi loan tin VinFast nhận ưu đãi 1,2 tỷ đô la cho nhà máy tại Mỹ. Không rõ khoản ưu đãi này là từ đâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin VinFast có nhận được ưu đãi tại Carolina. Hành trình khủng khiếp trên chuyến bay giải cứu Ngày 6 tháng 8 vừa qua, báo VOA có cuộc phỏng vấn với hai nạn nhân trên chuyến bay giải cứu. Hình ảnh bài viết trên VOA. Theo những gì họ kể lại thì hành trình họ trở về nước thật sự khủng khiếp. Họ bị đại sứ quán của Việt Nam bỏ mặt, bị vắt kiệt tiền bạc, bị đối xử tàn tệ ở các trại cách ly và lên án những quan chức ăn trên xương máu đồng bào nhân phiên tòa sơ thẩm vụ chuyến bay giải cứu vừa kết thúc. Nạn nhân đầu tiên được phỏng vấn là bà Nguyễn Minh Huệ, Bà kể lại rằng lúc dịch bệnh bùng phát, bà Huệ đang ở Pháp cùng chồng và con nhỏ. Chồng bà là công dân Thụy Sĩ, sống ở Pháp. Bà đi trên chuyến bay giải cứu từ Paris về thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 11 năm 2021. Bà nói vợ chồng bà đã mua vé máy bay về Việt Nam vào cuối tháng 7 năm đó, nhưng khi ra đến sân bay thì được thông báo là thời điểm đó Việt Nam không cho bất cứ người nào về. Bà đến đại sứ quán để hỏi thì không nhận được sự giúp đỡ họ còn coi như không có trách nhiệm mặc dù chồng mình cầu xin chồng của bà do có công ty tại việt nam nên được cấp visa về trước còn bà thì họ nhất định không chịu cấp dù bà đã trình bày hoàn cảnh là visa sắp hết hạn không biết lái xe không biết tiếng không có người thân ở pháp và có con nhỏ nhưng họ vẫn nói không họ bảo đó là việc của mình và nói phải nhờ người ở việt nam mua vé thì mới được theo lời bà miêu tả thì tòa đại sứ Việt Nam ở Paris khi đó có rất đông người đến cầu xin giúp đỡ và tất cả đều đứng ở sảnh hỏi vào, người ta còn không thèm tiếp mình, chỉ có một người thò đầu ra qua cửa kính, ai hỏi gì thì đưa văn bản vào cho họ đọc xong rồi trả lời, chứ hỏi miệng họ không thèm trả lời, gửi email không hồi âm, gọi điện không ai nhấc máy. Chồng của bà sau đó đã về trước và nhờ thư ký lo lót để mua vé cho vợ con về sau. Đến tháng 11 thì người thư ký của chồng bảo mới là đã lo xong và bà Huệ đã được cho về. Bà kể rằng ngoài tiền vé bà đã phải mất thêm 200 triệu đồng nữa cho hai mẹ con. Cùng hoàn cảnh với bà Huệ, một nạn nhân khác trên chuyến bay giải cứu là bà Quỳnh nói với VOA rằng khi dịch bùng phát bà đang đi công tác ở Vinyas, Litva và bị kẹt ở đó. Bà nói rằng bà đã cố gắng liên lạc các đại sứ quán Việt Nam trên khắp châu Âu để xin về nhưng không được trợ giúp với lý do chưa được tiêm vaccine. Bà sau đó đã bay từ Litva về Malaysia và sau đó được bay về Cam Ranh, Khánh Hòa để cách ly. Bà nói chi phí bay về Việt Nam từ Malaysia là 90 triệu đồng và phải nhờ dịch vụ thì mới mua được. Hình ảnh châm biếm chuyến bay giải cứu. Cách ly tồi tệ Bà Quỳnh được đưa về cách ly ở Cam Ranh. Bà kể nơi cách ly nhìn rất gớm, nhà vệ sinh rất tệ. Bà nói hai người vào một phòng cơm hợp ngày ba suất ngày nào cũng bị chọt mũi test nhanh còn bà huệ thì được cách ly ở bà rịa bà mô tả nơi đây giống như trại tập trung bà kể rằng họ bán giá cao hơn mọi thứ một chiếc đệm bông họ bán giá 350.000 đồng, trong khi giá thị trường chỉ 50.000. Bà phải bỏ ra 380.000 đồng mới mua được một chiếc bình đun siêu tốc. Khi ra khỏi trại, bà nói bà phải bỏ lại bình nước đó để họ lấy bán tiếp cho người đến sau. Về khẩu phần ăn uống ở trại cách ly, bà mô tả là cực kỳ khủng khiếp. Đến nỗi bà phải đi hái thêm rau đu đủ ở xung quanh trại và phải trả thêm 450.000 đồng để mua một con gà mà ăn dai nhai không nổi. Trải nghiệm kinh hoàng nhất theo lời bà là khi kết quả xét nghiệm cho thấy ai đó bị dương tính mà bà mô tả là bị đối xử như tội phạm. Chỉ cần có một người bị nghi nhiễm thì thôi rồi họ phóng loa gõ kẽn in ỏi sau đó họ dùng hết tất cả các chất khử trùng phi vào phòng có người nhiễm xịt thẳng vào người đem hết chăn chiếu ném ra ngoài sân lùa hết mọi người trong phòng đến một khu khác bà kể chuyến bay giải cứu là chính sách được cho là nhân đạo nghĩa tình đồng bào của chính quyền Việt Nam hồi cao điểm đại dịch Covid-19 để cứu những người Việt Nam bị kẹt ở nơi xứ người lâm vào hoàn cảnh khốn đốn Tuy nhiên, hành động nhân đạo này hóa ra là cơ hội để các quan chức Việt Nam kiếm chác hàng trăm tỷ đồng từ các chuyến bay giải cứu bị tố cáo là ăn tiền cắt cổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Hành trình khủng khiếp trên chuyến bay giải cứu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo chấm đề.